Kali và Thanh Duy xin kính chào quý vị. Quý vị ơi, mùa xuân này mọi người đã có ý định đi đâu chưa? Còn vợ chồng Ly đã có một chuyến hành trình đi Dubai với một cái tour gọi là tour 5 sao đúng không anh? Đó. Công ty Viet Celebrity. Thường là mùa xuân mình ngắm hoa, nhưng mà mùa xuân này mình ngắm sa mạc, mình ngắm lạc đà, mình ngắm những tòa tháp cao nhất thế giới, có thể là mây bay, ngắm trong cái mùa nhung. Nói chung là Dubai, một thành phố của Đức, UAE rất đặc sắc. Kali và Thanh Duy rất là mê đến Dubai mà chưa có dịp đi. Lần này có dịp cùng với lại công ty Viet Celebrity, chúng ta sẽ có một cái chuyến đi trải nghiệm thật là thú vị. Bởi vì mình đã được nghe đàn chị của mình đi về và khen nức nở luôn. Ai nè? Đó là chị Phi Phụng với lại chị Dương Hồng Đoan. Đúng rồi. Quý vị ơi, 2 năm dịch bệnh chúng ta cũng không có cơ hội để chúng ta đi chơi được nhiều. Thì lần này là chúng ta sẽ có thể đồng hành cùng với nhau. Nếu như quý vị muốn cùng Kali và Thanh Duy trải nghiệm chuyến Dubai 5 sao này thì mọi người hãy cùng nhanh tay đăng ký với Ngọc Châu, với công ty Viet Celebrity nha, để chúng ta có thể trải nghiệm và chúng ta có thể đồng hành với nhau mùa xuân này ở trong chuyến Dubai 5 sao nha. Và chuyến đi này chúng ta sẽ là từ ngày bao nhiêu? 24 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Ồ, một cái chuyến đi dài 8 ngày 7 đêm. Nhưng dài nhưng không chán. Bởi vì sao? Đây là một đất nước và một cái vùng đất và một cái thành phố cần phải đi. Và quý vị ơi, Kali và Thanh Duy hy vọng là sẽ được đồng hành với tất cả quý vị, những vị khách tại Mỹ nè, rồi những vị khách tại Úc nè, và những vị khách tại Việt Nam nữa, và bất cứ những vị khách ở đâu trên thế giới này và chúng ta muốn trải nghiệm cùng cái chuyến đi Dubai 5 sao này cùng với Kali và Thanh Duy, hãy nhanh tay đăng ký nhanh với Ngọc Châu nha. Kali và Thanh Duy xin chúc cho tất cả mọi người một mùa xuân thật là vui vẻ và thật hạnh phúc. Hẹn gặp lại và cùng nhau đồng hành du xuân trong chuyến Dubai 5 sao ngày 24 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 nha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Viet Celebrity, hành trình khám phá sự khác biệt.